Chào chị, em là bác sĩ Thực. Thì ngày hôm nay mình sẽ trực tiếp để khám và điều trị cho mình. Thì ngày hôm nay mình đến với để cái khó chịu gì nhỉ mà mình đi khám đây? Rồi, ok. Rồi, để chân hơi quay đây. Mình đã đi khám ở đâu mà biết là giãn lòng mạch? Hay là nghe trên mạng thôi? Em chỉ tìm hiểu trên mạng thôi, với cả người nhà của em không biết như thế này rồi. Rồi, ok. Thì tôi giải thích này, đây hơi vén một chút. Thì đối với cái tình trạng này của mình thì đây có hiện tượng là giãn lòng mạch, ta thấy rõ thôi. Cái những cái này là đây là giãn rồi nhá, chưa suy nhá. Trường hợp sau này nó có nặng hơn không ạ? Sẽ nặng lên nếu mà mình không điều trị. Còn khi mà cái trường hợp nó sẽ suy khi mà mình đi siêu âm này, siêu âm nó có dòng trào ngược, trên siêu âm thì nó sẽ rơi vào trên 0,5 giây thì lúc đấy là đã bị suy rồi. Suy thì thường là điều trị nó sẽ phức tạp hơn. Cái giãn này thì thường là chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thôi, chứ còn đau nhức nó cũng gọi là ít ít. Cái này nếu mà câu chuyện là mình chế độ sinh hoạt ở nhà này, hay là tập luyện ăn uống phải nhiều vitamin C một chút, rồi hạn chế đứng lâu ngồi nhiều, không thì mấy cái này sẽ giãn thành những sợi khác. Nó cái hệ thống mao mạch của mình như một cái màng nhện, mà một sợi nó giãn to nó sẽ lan lên mạch khác. Thế ông anh nghĩ tập gym của em? Tập gym thì phải hạn chế những động tác đứng nhiều, trụ lên chân. Chứ còn càng tập thì chắc chắn cái chân này sẽ bị. Thế thì từ đây sau này. Khi mà tập gym em bị cái này luôn đấy. Đúng rồi, vì câu chuyện là tập gym thì mình một là tăng cân này, hai là có nhiều động tác phải đứng trụ chân mà. Vâng, đúng không? Rồi. Bên đây này bị, nhưng bên đây cũng đang bị này, những cái mao mạch này. Đúng rồi. Đấy. Ừ, bên này bị nhiều mà. Nhá, nói chung cái này không giữ thì hôm sau cũng sẽ bị giãn lại. Thế có hiện tại có những cái phương pháp gì để điều trị không? Có khá là nhiều phương pháp để điều trị với cái này. Vâng. Thứ nhất thì mình có thể nghĩ đến cái câu chuyện là không can thiệp. Không can thiệp thì gồm có cả dùng thuốc và dùng máy laser. Thì dùng thuốc thì thường là mình sẽ dùng những cái thuốc mà dày thành mạch, ví dụ như cái đắc lông với Duvinci hay cái những cái thuốc dày thành mạch khác. Nhưng mà thường cái đấy uống là phải uống rơi vào tầm phải 6 tháng uống duy trì để cho thành mạch nó săn chắc hơn. Kèm theo mình là có thuốc dạ dày uống, vì cái đấy uống là nó sẽ có nguy cơ là ảnh hưởng đến dạ dày. Khi mà sử dụng thuốc là nó sẽ khỏi luôn hay là nó sẽ thuốc thì thường là hạn chế cái tình trạng hạn chế cái tình trạng bệnh nó bị tăng lên chứ còn nó vẫn bị thế. Chứ còn nói thì chữa khỏi thế này thì chưa được. Nó không mờ đúng được luôn rồi. Ạ. Còn phương pháp thứ hai không xâm lấn thì là sử dụng cái công nghệ hiện đại, một số công nghệ ví dụ như laser đấy. Laser thì laser không xâm lấn nhá, không nói là cái laser nội mạch nhá. Laser không xâm lấn thì mình sẽ sử dụng cái laser như là bên mình đang dùng cái Mercury LX đấy. Thì sẽ sử dụng cái sóng xung dài để mà bắn trực tiếp vào những cái sợi mao mạch này, giúp đông co lại mà không cần xâm lấn vào trong. Đấy, phương pháp điều trị khá là hiệu quả và không để lại biến chứng cũng khó chịu. Có cái phương pháp nào mà nó điều trị mà nó làm thẩm mỹ và một số những trường hợp nặng lên thì mình sẽ sử dụng một cái phương pháp khác đấy, ví dụ như là như tớ vừa nói là laser nội mạch này, cao tần nội mạch này, hoặc là tiêm sơ, hoặc là keo sinh học, hoặc là nếu mà trường hợp nặng lên thì mình sẽ có đây là phẫu thuật cắt cái đoạn mạch nó bị suy đi. Thì đối với những trường hợp chân ở mức độ này thì mình chưa cần phải đến mức phải can thiệp như thế. Thì mình sử dụng cái công nghệ là Mercury Van Keen và Mercury LX để mình điều trị thôi. Quan tâm về vấn đề thẩm mỹ nữa là sau đúng này rồi, nó cái có này vừa điều trị đi về bệnh lý vừa điều trị về thẩm mỹ. Điều trị xong thì sẽ mất hết những cái mao mạch mà nó bị suy đi hết 100% đấy. Coi như là trả lại một làn da trắng mịn bình thường. Còn chị đến thì khám về tình trạng gì đi ạ? Em thì cũng suy giãn tính mạch. Suy giãn tính mạch à? Mình đã đi khám ở đâu chưa hay là em cũng uống thuốc và khám ở rồi, bệnh viện rồi. Đang đeo tất áp lực à? Và em cái tất này là mình khám lấy ở trên viện phác đồ bác sĩ cho. À, rồi ok. Đấy, thì lần gần đây nhất mình đi khám là khi nào đấy ạ? Em khám cách đây một năm rồi. Một năm rồi. Và vẫn duy trì dùng tất áp lực. Rồi và đấy, dùng và thuốc đúng không? Sử dụng tiêm thuốc sơ. Hiện tại thì mình thấy khó chịu gì? Thì em thấy chân rất là mỏi, nhức. Nhức và mỏi. Vâng. Rồi mình có thể bỏ tất ra mình kiểm tra một chút bỏ được tất không? Bỏ tất ra. Ok. Thì đối với tình trạng của những cái chân như này thì mình có thể quan sát thấy thì thường là những bạn đi tất thì nên nó sẽ in hàng cái tất thì nhìn nó thế. Còn đây những cái sợi mao mạch cũng như là những tính mạch nông bị giãn hết rồi này. Vâng. Đây, giãn hết rồi ạ. Hiện rất rõ trên bề mặt ta. Ở tư thế đứng thì thường là nó sẽ bị phồng lên nữa. Thì đối với những cái trường hợp này thì mình điều trị thì cái này là phải sử dụng cái vừa laser và kết hợp với đa phương pháp khác để mà điều trị cả cái giãn tính mạch nông nữa. Thì đối với những trường hợp này thì mình sẽ điều trị rơi vào tầm 3 buổi thôi. Liệu trình cũng khá là ngắn. Liệu trình 3 buổi. Đúng rồi, và điều trị nó thường là sẽ dùng laser cả cái giống bản bên này là điều trị cả cái máy đấy để điều trị mao mạch kết laser. Hợp thêm là tính mạch nông thì mình sau sẽ dùng là thêm. Khi mà khỏi là những cái nốt này nó cũng mờ đi ạ. Đúng rồi, sẽ hết hoàn toàn đấy ạ.
và về nhà thì cũng không cần phải kiêng khem gì nhá. Trong quá trình làm thì em có tiếp tục dùng đến cái tất áp lực này thường thì không? Trong quá trình điều trị thì mình nếu mà không khó chịu gì thì mình vẫn có thể đeo cái tất này được nhá. Còn nếu mình thấy khó chịu vẫn có thể bỏ ra hoàn toàn nhá. Rồi. Cái tất này phải dùng vì cái tất này dùng khá là khó chịu đấy. Thứ nhất thì nó là để cố định cái thành mạch cho mình để mà tăng cái áp lực để giúp đẩy máu về tim cho mình. Tuy nhiên thì ở một số trường hợp, ví dụ mùa này đeo nó cũng khá là nóng. Thứ hai là trên đeo thấy nhiều khách hàng rất là bất tiện, nó khá là nóng, nóng rồi nó thứ hai là nhức mỏi. Thứ ba là nhiều người còn bị dị ứng với cái tất đấy. Đeo và xem nó mẩn ngứa này rồi. Thì đối với phương pháp này thì mình điều trị xong thì không cần đeo tất nữa nhá. Về nhà thoải mái sinh hoạt bình thường. Và sau đấy thì thường liệu trình nó cũng khá là ngắn. Và trong quá trình điều trị thoải mái, không có khó chịu gì. Vì cái công nghệ mới này có một cái đầu là đầu xịt lạnh. Để mà khi mà laser đi qua thì có cái đầu xịt lạnh luôn. Thì nó giúp cho cái cảm giác điều trị nó sẽ ổn hơn, hiệu quả điều trị nó tăng lên. Đấy, thế thôi. Về nhà thì một số những cái cần kiêng khem, ví dụ là sau khi laser đi qua thì trên cái nền da của mình nó sẽ hơi yếu hơn một chút. Về nhà kiêng một số những cái đồ ăn thức uống mà nguy cơ tạo thâm tạo sẹo thôi. Và thứ hai là mình phải ăn những cái đồ uống mà có thể bổ sung thêm vitamin C giúp cho thành mạch nó săn chắc hơn. Rồi thế thôi, đây là những cái chế độ ăn uống khá là khoa học. Bổ sung vitamin C. Đúng rồi. Rồi còn về nhà không cần phải hạn chế vận động hay là không cần phải nghỉ ngơi gì nhiều đâu nhá. Cái phương pháp hạn chế đứng thôi đúng không? Đúng rồi. Thì nếu mà mình không có thắc mắc gì nhiều thì chúng ta có thể đưa bạn lên trên để mà trực tiếp khám và điều trị trên phòng thủ thuật luôn nhé. Phòng điều trị.